đình có ai, bởi do tận quật họ phù xưng dương tóm thâu quân hùng mong nhất ban ngũ hồ. Tội lòng lo lắng an nguy yên bàn tiếng binh xa trường à, bao lời đã phân cùng nhau mưu hùng nên phán bàn tứ dương thiệp mời. Sát dài tứ dương anh hùng à, quân đại sinh bình tâm, đừng quá nên nóng lòng.